Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm, ban tín đồ Phật giáo A Di Đà Phật. Thì xin chúc lành hết tất cả các vị xa gần chung quy ở khắp mọi nơi cùng các hàng Phật tử đạo đồng nha. Hôm nay là ngày kỷ niệm của Đức Thầy. Cùng chúc sức khỏe quý vị được sống lâu hơn 100 tuổi thọ. Và xin kính thưa quý vị, trong cái lời giáo đầu tiên của Thầy mà cho ra đây là tỉnh giấc mộng đời. Mình hồi nào giờ mình chưa tỉnh, bây giờ mình tỉnh rồi, mình tỉnh rồi. Trong cái giấc mộng đời này nó ru ngủ, nó làm cho tất cả mình phải biến đổi từ thân thể con người, mất tất cả. Đó. Thì cũng do nơi chính mình hoạt động. Mình xây sợ, mình làm cho bị trục xuất hết tất cả những gì ân nhân tốt nhất của mình ở bên trong. Và mình quên mình đi, mình hành hạ đến đổi, mình làm lụng hay là mình làm những chi đó mà để kiếm cái đồng tiền về để chưng dụng đó thì nó quá đáng. Hiếp cái thân này quá, hủy hoại đi, thân mình là hủy hoại tài sản của Đức Phật ở bên trong của chúng ta. Như thế thì ngày nay đó, tỉnh giấc mộng đời rồi thì chúng ta sẽ bừng thấy ánh sáng hết. Một cái ánh sáng này không phải là tâm thương, mà một cái ánh sáng rất là sáng rạng, quy hoàng để chúng ta nhìn thấy được Phật Pháp như sau. Đó, xin kính thưa tất cả quý vị. Thì ngay bây giờ tiếp tục cái chương trình mới để mà giảng phụ thêm những đôi lời. Thì bần sĩ là ai? Là một con người cũng như tất cả chư quý vị đạo tâm và anh em của mình đó, chứ không phải là ai hết. Nè, ngồi đây nè, cũng thương buồn, giận ghét, thương yêu, cũng ăn uống ngủ nghỉ cũng bình thường thôi. Nhưng mà có khác rằng nhiều được, nhiều đời, nhiều kiếp mà trên đã xứ xuống đây. Để làm gì vậy? Để làm tôi, làm mọi cho tất cả chúng sinh, là làm tôi mọi cho Phật đó. Chứ không phải thấy vậy mà xem thường cũng không được. Cho nên hôm nay á, nếu chúng ta đã bừng ánh sáng thấy được đó, thì chúng ta phải lẹ góp phần công đức, và chúng con phải đóng góp thẳng vào một cái đơn vị, nhất là mình sẽ làm sao có giá trị của chính mình. Khi mình ngủ mê đó thì mình vơ vào này kia, mà khi mình tỉnh rồi mình thấy trong cái giường mình ngủ nó có cái gì sai, gối sẹo mền mùng áo quần bất cứ, mình ngủ mình vơ mà mình đâu có biết gì, thì bây giờ mình sắp xếp lại cho nó hoàn chỉnh, ngay thẳng một chút đó. Như thế thì học đạo cũng không khó. Cái đạo người của mình đó, xin quý đạo đồng anh em của mình phải làm sao thuần học được. Nhưng mà cái học được đó, mình phải cố vấn mình phải cố tri, cố biết, cố nhớ, cố làm, cố hành. Chứ không phải nghe rồi về. Hay là mình coi cái quyển sách này hay quá, trời thấy ông Phật muốn ôm hung để trên đầu. Dù mình cắn ông xé rách đi nữa đó, thì ông Phật này cũng là miếng giấy. Nhưng cái đức tin mình sẽ đem ông Phật này vào lòng của mình. Mà là ông Phật, mình thấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình nhìn cái ly là mình tưởng Phật là cái ly của mình. Mình nhìn thấy những cái chai thì mình cũng cảm ứng là ông Phật là cái chai. Bất cứ ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ những gì cũng của Phật hết. Thì mình đâu có hư. Nhưng mà xin cái thưa quý vị, ai cũng muốn làm giàu quý vị à. Không ai muốn làm nghèo. Tất cả quý con, quý cô, quý bác, ông bà của mình muốn tu thành Phật hết, thành người tốt hết. Nhưng thành không có được. Đời mặt hả? Ai cũng muốn trồng gieo hết á, đặng lên, đặng chở đi bán này cái nọ đó. Nhưng mà rồi mình trong ngày mặt hạ mình phải theo dõi coi nước thiếu. Đã thiếu nước mà mình đun phân vô quá nó cháy. Nó thấy không? Có nước nè, có phân nè, có đất mềm nè, phù sa nè, rồi có cái gì đó thì hạt giống ấy nó nảy mầm. Đó là nói về sự tu. Cũng như là 100 đứa bé học sinh mà lấy, thầy lấy có 10 đứa. Rồi trong 10 đứa đó lấy lại còn có một à.
Thế quý vị thấy không, khó lắm. Không có trách quý vị đâu. Cảm ơn tất cả các anh em của mình nha. Đáng thương, đáng quý, đáng kính lắm. Vì quý vị đã đội trời, đội Phật trong á, chứ không phải tầm thường mà đến đây ngồi đây đâu ạ. Tất cả các bậc vị mà có mặt ở đây đó thì rất là tốt đẹp. Cái cuộc hành trình mà biến đổi, biến thân mà lên đây được gặp tất cả để trao đổi như thế này là mình gặp người bạn, bạn chí thân của mình, tri âm, tri kỷ. Người bạn ấy là cố nhân, là thánh nhân. Đó như thế. Thì đâu có dễ. Không dễ mà gặp. Đó, thấy không? Đứa cháu mình kìa. Mà mình muốn thăm nó cũng dễ gì gặp nó. Đừng có nói gì gặp tất cả các anh em đồng đạo mà trao đổi. Nha, là một. Thứ hai, còn mình gặp Pháp còn khó nữa nha. Rồi gặp tới Phật đâu có dễ đâu. Nha, mình gặp Phật được rồi mình thành Phật. Vì ông thiếu tá này, mình là lính. Mà mình lính gì đó, lính kiển hay lính lát? Lính lát nữa chứ. Lính biên thùy, lính đang dọn dẹp đường dây tháo. Nhưng mà thấy hiếu tá đến là run sợ gần chết vậy đó. Là bây giờ mình chưa tu đó, nghe tới Phật, nghe tới thần thánh khiếp sợ uy danh của Ngài. Nhưng mà mình thành thánh, thành Phật, thành tiên rồi, đâu có sợ. Mình là lính lát mà mình giỏi nha. Mình ở ngoài dẹp dọn đường băng để mà pháo hay làm cái gì đó. Nhưng mà mình cho vào mục tiêu liền cấp kỳ, mình góp ý liền cấp kỳ, thì thằng lính láp nó trở thành rửa lon lên. Ngày mai nó sẽ rửa nữa, mốt nó sửa nữa, nó rửa lên bằng ông. Nó lên ông đại tá. Đây là đại tá. Mới có thiếu úy thôi. Nhưng mà bây giờ lên là đại tá thì nó sẽ lấy cái tay chàng qua vai ông đại tá nha. Mình thành Phật rồi thì chàng vai vô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có gì đâu sợ. Có đúng không? Vì mình chưa có tu, mình còn dơ bẩn, mình còn này cái nọ phàm, thì mình sợ Phật. Mình sợ cái thanh đó quý cô. Mình trượt. Cho nên bây giờ yêu cầu tất cả các vị về giữ gìn sức khỏe và ăn thiệt, nói thiệt, làm thiệt. Cứ thiệt đi. Cái thiệt là viên ngọc đó quý vị, chìm ở đây. Ăn thiệt, nói thiệt là vàng đó quý vị, chôn mất mình không thấy được, nhưng ngày sau đó móc ra còn nguyên vẹn. Còn cái nói láo đó, nói xạo đó, nói cho nó lợi khẩu mình đó, rồi mang cái tội, thì cũng xin sám hối với tất cả đồng đạo nha. Có lắm khi cái cơn giận này cũng còn lẫn phàm phu tục từ. Thầy ban phước lành cho tất cả các vị ngồi để tham dự lễ 18 tháng năm. Về đi thơ phú thầy thăm, nếu con tỉnh giấc mộng thì câm đừng hờn. Tỉnh giấc mộng đi, để nghe đờn ông đã khải. Tỉnh đi trò dù ai bạc đãi thế nào, ở bên Tây, bên Đức, bên Nhật, bên Tàu, hai nước Việt cũng làm sao mình được. Khi mình tỉnh giấc mộng đó, mình đánh lui cái trượt, mình đem cái thanh về rồi được hưởng vinh quy. Bên trong ta có thư kỳ, bên trong thờ Phật thiếu chi không thờ. Ráng tỉnh giấc đừng mơ nữa nha. Chúng con ơi, thầy ghé bốn phương, phương nào cũng dạy tận thường, phương nào cũng nhắc đạo làm gương sau này. Phương Đông, phương Bắc, phương Tây, phương nào cũng có Phật thầy giáng lâm. Chứ bây giờ mình giả điếc câm, cho qua diệt thế không lâm đọa đài. Ráng thức tỉnh đi, bật râu mày anh dũng, mũi tên ma không bắn phụng con đâu. Con làm một bậc mày râu, con xin áo giáp rồi âu của Ngài. Áo giáp Phật đó, có đai nhan rất chắc, mặc vào đi lũ tặc thấy ghê. Mũi tên có bắn nặng nề, bắn rồi dội lợi thì con được bình yên nghe trò. Phải cứng cắn, phải đại hùng đại lực. Đừng có nghĩ, đừng có lo.
và mình quân tử đừng có bị so chi tiêu trần, ráng tu tình nhiều lần con đắc đạo. Tỉnh đi rồi đừng có sốc xảo đa mưu, tỉnh đi thầy giảng con tu giải rồi phải nhớ công phu liền liền. Công phu sẽ sao thầy chỉ cho con đi, rất là vô lượng vô biên. Mình ngồi mình thuyền quán thường xuyên trong lòng, quán cái tâm, quán cái tánh, cái sự não nồng gai go cặm bẫy nó ở trong thân mình. Đấu tranh mau đi đem ra chứ sấm nổ anh. Nếu còn gai gốc trong mình làm sao, ráng tỉnh dậy đi, ba đầu sắp tới. Nói chút cái thầy hù trò nhá, nhưng mà thế giới sắp la làng. Tình đi trò mình giả bỏ lầm than, xin cơm Phật bữa trưa về nó vàng. Tình đi con thời kỳ mặt hạ, đâu có được gì mà mình cao cả để nảnh tranh. Mọi người trồng ớt xả chanh, còn mình trồng bồ đề trong giả này nhanh. Mình nhờ ráng, ráng đi, chứ thua mãi cuộc cờ, chỉ còn chờ giờ cuối đó. Hiện giờ ra sao? Đức thầy, đức Phật ngày nào cờ kia ngày chiếu tướng, thì mình làm sao mà nhìn? Ráng cố tu đi, phải trọn nghĩa trọn tình, đừng mở cái câu mà bất hiếu đó, nhớ không? Thì mình đừng có cầu xin những gì. Người ta khôn mở miệng ra ăn nói chuyện, tự bi còn mình ngu muội mừng sanh si nặng nề. Đó là mình hại thân mình đó, bà con cô bác đồng đạo, chứ đâu có ai chê. Mình nói thật nhẹ rồi bồ đề không rung. Ngày ngày mình sẽ chơi hiệp cùng, ráng nghe thầy giảng cõi không trung an nhàn. Tỉnh đi con, trời đã mơ màng lấp lai. Tỉnh đi trò trai gái đặng hay, phương đông rồi lại phương tây. Tỉnh đi rồi lại gặp đức thầy Bồ Sơn. Tỉnh mộng thấy trong cơn ác thảm, nay con tỉnh giấc rồi hết thấy mờ ám bao quanh. Mình đừng giả bộ khôn lanh, nói cho rất thiệt đồ tâm mà lành hiện ra. Con người trong tâm mình đã có cái tinh ba, nếu mình đạt được thì mình đâu có xa huỳnh tiền. Tinh nè, tinh khí thần được minh minh, trôi mài cho vẹn thì mình thành thân. Con ơi thầy quá sợ hồng trần, ngõ ra rồi ghê gốm, nhưng lỡ gieo ân chỗ này thương đồng đạo lắm đó. Sợ chúng con rơi xuống bùn lầy, bụi cùng ai vớt được cạnh này là ai. Xưa kia đó mình nói mình học của Đức Phật Như Lai, Cổ Đàm ngồi giữa gốc đắng cay như vậy. Ráng tin tưởng không? Thầy đâu có hiếp đạo, chữ mắng con chi nhưng mà vẫn dạo vườn tiên. Để người nói thầy khùng khiếu điếc điên, còn trò đừng nói nhen tội dớ hoàng thiên kia rồi. Trời sai thì xuống đây mà để làm tôi, sai đi không có hẹn con ơi ngày về. Vì mã đáo dương phải đề, dừng cương thắng trận muôn bề rồi lui. Chúng sanh ba tánh còn mãi ham vui,
tâm dạ bùi ngùi còn mãi sống sao. Thì là thầy ở đây lâu, còn kêu còn reo làm sao bây giờ. Không gian lặng lặng như tờ, đây rồi bái nhật tai giờ không ai. Thảm thương cuộc sống đắng cay, bây giờ mình biết trước cả hai. Mình làm ráng cố gắng đi con, để cô đàm minh chứng. Nè, cái thân này còn nè, nhưng mà mai mốt cứng hơn cây củi không. Nó rã tan rồi tan rã tại trần hồng. Quỷ thiêu ra trò bụi còn không mớ trò thôi. Biết được vậy chúng con vui đi, để lo hiện đạo. Vui đi đánh rơi cái buồn, cái xảo ở bên trong. Đánh rơi bơ bơ đạo đồng, thì đang dựng một cột đồng cho con. Ráng tìm hỏi lòng xóm nhất một, hỏi tại ai làm mà mấu chốt con phải xa. Tại mình theo quỷ theo ma, nếu mình theo Phật Thích Ca thì thành. Ráng cố gắng không, đừng có danh danh lợi lợi. Thì chưa bao nhiêu năm nè, bây giờ mình có hỏi được gì? Được bệnh đau, được khổ sở xiết chi. Ngày năm tháng trên thì lạnh buốt. Thầy xin lỗi, đây là màn kết cuộc. Sống để coi đời rồi, ai chuột, ai heo. Sống đi coi chó, coi mèo. Cọp kia đang chờ đợi nó gieo miệng. Ráng cố gắng. Mình phục tùng bá tánh. Đó là chúng con khôn đó, đã lánh bụi trần. Khôn ngoan không phải một lần, ta khôn từ sở tới tầng về Nam. Mình khôn khéo đó, mình làm cho vẹn để rồng mây, mình không hổ thẹn nghe chưa. Sớm ôm kinh đọc đại thừa, mà tâm mình còn tắc bệnh không chừa tham lam. Việc cái đó đi đạo, để mình làm nhân hậu. Dọn miếng đất lành chim về đậu đầy thôi. Tu hành mê chức mê ngôi, mê khen mê tặng rồi rồi không tu. Dù họ án mất mịt mù tâm tôi, đem mình nhốt trong tù, mình cũng sám hối để tu. Đau thương hoằn nặng mặc dù, con đó niệm Phật rồi tu làm hiền. Nhớ một chút nữa đó, mình rất là vô biên vô lượng. Tu một kiếp đời này vui sướng bao nhiêu đời, còn ác gian một bữa con ơi, thì thôi một mi tháng vậy thời tiêu tan. Răng cố lo tu nhân đồng đạo, đạo tràng. Thầy hết hơi, hết tiếng, chưa được nhàn đâu đâu. Đêm buồn tạm gác canh thâu, mưa rừng lạnh buốt trò đâu có thường. Một mình ở đó đây đó, mà ai, ai được mến thương. Ai người chung phận đoạn trường như ta, ai người niệm Phật Di Đà, ai người giọng giống Thích Ca mới thương thầy. Ráng tu tịnh để cảnh này thất bại, đừng có lo tứ hải nghe muôn. Lo sao mình được bảo tồn, mình sinh sức khỏe xác hồn bình an. Đừng có đêm nằm ngủ đó mưu toan sắp hại. Và suối đắp ngừ đó, quan dại làm càng. Không nung đúc người niệm Phật cầu an, sửa tánh nết lỡ bình tráng người hiền hầu. Tại sao?
Tại sao cuộc sống của mình mà mình không có ấn dấu? Mình chờ ai ấn dấu cho mình giờ? Răng nguyện thấu trời cao. Đừng nhìn coi mấy trăng sao, mình nhìn trong dạ thì mình biết bao nghe trò. Ráng cố gắng đó, đừng có lo việc thế. Tuy mình ở đó đây, mình làm nhưng không bồng bế nâng niu. Ở đây mà chẳng thương yêu, ta yêu đạo pháp muôn điều yêu thiên. Ta yêu thương thất tổ cũ huyền, ta tu để cứu bình yên trở về. Ta yêu thương mã đạo danh đề, thương anh hùng chi khí rồi cận kề nay mới. Yêu thương người tài trái anh dũng, tuy nghèo nàn nhưng rất làm đúng việc trong tâm. Cứu vớt người không sợ sai lầm, tâm một dạ hy sinh rồi tu niệm. Học trò ơi, mình mất thân khó kiếm, còn đôi vớ bạc tiền đầy không hiếm nay mai. Mượn nó mình đi trên gai, mượn tiền mượn bạc ngày mai sống còn. Sống chi về thầy, sống chi về con, sống lo niệm Phật mình còn ngày sau. Sự thật kỳ như giấc chiêm bao, tình cơn ác mộng ba đào gốm ghê. Đây sắp tới đó, có người về người ở. Người sống được 100 tuổi đời, còn người chết mới có 20. Vậy mà ba tánh vui thư vô thường, đừng kê nữa bớ người nơi mời. Cố gắng tu nha, chứ trong dạ mình toàn là gái, là chất độc. Mình diệt trừ nó bằng cái gì thế? Bằng niệm Phật Di Đà. Niệm đừng tạp niệm, niệm quá xa, niệm chánh pháp, niệm A-di-đà sức hiền. Đừng có đem cái miệng này mình niệm, mà tâm của mình đang kết chuyển thù hằn. Niệm bên ngoài miệng đã nhắn răng, bên trong lại thù hằn mu thuần. Mình hỏi con niệm 30 năm tại sao ngày không chứng? Mình niệm trật rồi ai cảm ứng chứng minh? Bây giờ trò nói sơ sôi kinh, mặc ai tu niệm mặc tình nghe hôn. Không ru ngủ nữa, không kêu ngự nữa, vì thầy chỉ cho con trời đã mở cửa rồi. Sai âm binh xuống ngập trần ơi, đang trừng phạt kẻ tội bài canh. Xin kính thưa quý bà, đừng có hẹn ngày tôi rảnh nha. Ráng về tu để thọ lạnh phiêu diêu. Già rồi không ít cũng nhiều, nằm đâu tu đó thì nghe Phật kêu trong lòng. Tu đi đừng có đợi cháu, đừng có đợi trông. Trông con mình lỡ giúp, nào nồng gai gó nghiệp mình trời đất ban cho. Nếu mình gan dạ thì trời cho hết liền. Phải cố gắng, vì mình lái chiếc thuyền tiến tự động. Tâm của mình đừng có cộng nghiệp nữa, nghe chưa? Giang sang sớm nắng chiều mưa, làm từ hồi nhỏ sớm trưa tới giờ. Suy nghĩ lại đó, Phật nói quá dại quá khờ. Nếu khôn thì tu tỉnh qua bờ sông mây. Nếu khôn tính ngộ đắng về, nếu khôn tu tỉnh đừng mê bớ người. Nếu không ngoan đó, nhân từ ra trồng cây. Cội bồ đề, ta thấy nhảy tược thì chưa? Nếu không thì đắp bóng cơn mưa. Cơn này tiền bạc rồi xóm trưa đó. Mình kệ sinh nó sống đó, một chút để làm tin. Đòi nó thấy kệ mặt tình không sao. Kìa là
chuối rụng với rau, cỏ non ta nhai được mà làm sao đói trò. Ráng cố gắng đi, thì đứa con đến tự do an lạc. Qua cái sông mục mạc bến mê, lên thiền con yên tĩnh thầy đề. Còn lúc lắc thì sống không có chê chìm đắm. Thầy cho đời kỳ đầy xí gầm, sống lặng hết rồi bơi đạo qua sông. Con ơi tâm giáo công đồng rắc mở rồi, trừng trị bệnh ngồi trong ngục rài. Giờ còn sống đó nha, mình giá mai khâu kết, để khi mình chết rồi nè, đã hết đã rồi. Nếu biết tu đó hồn được lên đồi về phương ấy mình ngồi nhổ cỏ. Nếu mình không biết tu đó thì cái hồn mình bỏ, bỏ ở chỗ nào mình biết có rõ hay không. Ở nơi chốn âm ti đó, ở trong ngục, ở trong động. Cọp ăn cá xé rồi ngồi trong ngục hình. 30 năm cha mẹ mình nó còn đó, mình đâu có tin. Con ở nhà rộng rộng rồi mình xài sang, cha mẹ mình chịu khổ gian nan, sanh mình ra quả đâm quả tàn còn đâu. Bây giờ mình vui sướng quá đó, ăn sang mặc trọng nè, đâu có lỗ. Cổ huyền cha mẹ đang ngồi trong ngục đài chờ con tu đó, mẹ mai cứu được. Mà phận làm con đi ngược lại rồi, bất hiếu kia không được con ơi. Dù bái Phật, Phật cũng nói hồi về tu xưa. Hiếu cha mẹ đó, bồ đề tâm mình tựa giữa gốc của thầy rồi, thầy hứa hả không sai. Chúng con khôn lắm đó, cho nên ngày nay rủ nhau về thầy tô, ngày nay đông đầy. Thầy đâu có chùa, nhìn coi nha, cũng không có linh điện mà không có cái gì ở cảnh này. Kỹ thô sơ đàm mi bác rồi quay rồi nhìn. Ráng cố gắng đi, nhưng mà có một vị trọn vẹn đức tin, trọn lành với các đấng, trọn tình với Phật tiên. Có một vị ở đây sáng khùng kiều lai điếc điên, nói ra bằng văn tự của Hoàng Thiên Lâm Phàm. Nói thi thơ dấu lý đặng giữa cồ đàm, nói toàn nho nhã để dạy người làm việc nhân. Ở đây mình đã chưa về gần thì không phải tôn người đó nha ông, vì ta đã xưng ta là đạo bần khổ tâm. Mình về đây mình đã viếng thăm thì mình nhận lãnh lời nói rồi câm đừng thù. Thế nào con về cũng phải lo tu, tu thì yên tình bớ sĩ nhu ráng làm. Tu nhẹ mình lắm bớ nhà nam an lạc quốc, cũng như mình đem vàng mình cất trong kho. Còn mình nạt nổ la to âm mô rồ mô thửng thì giàu to quý thần. Đây sắp tới đó, nó gần nó kêu. Ráng đi con tu khéo mới còn, chuyển càng khôn đá ở trên non còn phải rớt mà, biển hòn còn càng. Thầy đã trăn trối nè, chúng con về tìm bạn. Nếu mình tỉnh giấc năm rồi thì tìm bạn hiền nhân, để mình mai mốt ngồi gần để học rồi ân cần trao thêm. Gần người giàu, gần người dữ, gần người thêm. Vô tình chất nổ mình để bên thềm mình đi, nay mai nó nổ vậy thì đâu còn sống được đâm đi trâu mày. Tỉnh đi trò, để thuyền đảo thầy quái. Tỉnh đi con nhé, ngày mai rồi tường. Đổi thay đổi phố chưa đổi phường, đổi dinh mà đổi nhục chưa đổi đường thế nhân. Đổi xa rồi lại chưa đổi gần,
đổi tàu chớ đổi tân, người bể chớ trắng tay. Ôi thôi đổi mãi chớ đổi hoài, làm sao ngưng được ở trên đài thượng lai. Phải thay đổi ngày mai mới được, tay thầy cầm rồi nước ngược ráng bơi. Đổi chiều rồi lại đổi mời, đổi người mà hiền hậu sao lên thời Tây Phương. Đổi chánh chánh rồi đổi đường đường, rồi đây mà đổi kẻ bất lương chết liền. Đổi thị rồi lại đổi thiền thôn quê, mà cũng đổi chưa thị thiền đổi luôn. Đổi triệu rồi lại đổi buồn, đổi giáo chưa đổi tuồng thì Đức Phật chưa mới ra. Đổi người khôn dạy bôn ba, đổi người mà câm lặng chứ di đa rồi trâu. Đặng sao trở lại chưa động đầu, gặp toàn mà tiên thánh chưa gặp bà nào thánh tiên. Đổi dữ rồi lại đổi hiền, đổi hoài mà vô lượng vô biên nghe tròn. Đổi sông biển rồi đổi núi gò, cù lao mà cũng đổi chớ núi gò rồi cũng lắng. Đây sắp tới ráng hằng coi hát, hát ở đâu Bồ Tát ra tay, nhìn coi sông biển chưa dậy ở dài. Thầy ngồi rừng nổi chứ cung mờ đài nào ở đâu. Tay cầm bút canh thâu biên chép, gặp đạo tâm mà kinh khép trở lại rồi. Thiện trời cập bến con ơi, đổi rồi đừng đợi rồi ôi thôi vô cùng. Đổi tiêu mất đạo khùng đang nói, bái về tiếng chưa dồi dối hào quang. Đổi thôi tất cả đạo tràng, ai người chánh đáng hai hàng lệ rơi. Đổi chúng con cấp thời hồi tương, đổi lại rồi huynh trưởng chưa dạy ở đời. Nói theo thầy tổ con ơi, hy sinh mà cứu chúng chứ cấp thời mau mau. Tới đổi sắc đổi màu quý vị, đổi anh em cô chị kia kìa. Đổi mình ở tại cái địa, nơi phàm mà tục tử mà đổi về Tây Phương. Ráng nghe đạo tận tường quyết chi, thầy nghèo nàng bố thí pháp tâm. Nghe đi rồi giả điếc câm, trong mình phải ráng cho niệm thầm đừng phai. Nhớ quả trước mình dai ráng trả, đạo đồng ơi cao cả chưa dương nào. Nhìn đi trò mắt lễ bào hao ở trong lễ ước chứ tâm trào ra mi. Thầy ở lại thầy đi bất phức,
chúng con tu lập tức nghe trò đạt thành quả nhiệm đặng thó thai thầy mình ở chưa đưa đò chúng sanh. Tu đừng có nảnh tranh mang tội, nghe thầy khuyên nhàn rỗi chứ ân từ. Buổi trưa tất cả chưa mỗi người đồng ý chưa cất phận rồi vui tươi chưa cùng thầy. Trưa tịch mịch chớ rừng này gian dày, tiếng chưa của thầy lừng lẫy chưa bốn mở phương. Rừng ơi dài dáng gió sương cho ta chút nữa, chưa dọn đường cho dân, cho ta ở rừng thần chút nữa. Hộ cho ta chưa đang thừa bóng đàn. Rừng ơi ta chẳng chưa muốn ở xa, trong 20 năm chẳng hát ca chưa chỗ này. Ca tiên, ca Phật chứ ca thầy, ca kinh rồi ca giảng chưa đủ ở đây rồi thôi. Rừng trời nắng chan dồi dội, ta ở đây chịu nổi lâu ngày. Còn mưa thì tạt lai rai, liếc nhìn mà tiếc phủ chứ trong ngoài nhớ thương. Thương đông đảo kiến nhượng đồng chung, không ai hay ắt cũng không tàn. Ta đâu có lụa chưa có vàng, có chùa phướng đỏ chưa cột tàn một ôm. Chỉ có thân góp tôm người đau, chỉ có đời hiện bảo chúng sanh. Khuyên xa khuyên chị khuyên anh, năm châu bốn bể làm lành mau đi. Buồn tất kỳ cả vậy thì đừng có thù hận chi rồi bỏ xác hồn. Tranh đua giữa biển chứ giữa con, mang dông mà không biết chứ xác hồn rồi không mở thấy. Ta nhăn nhủ đồng tây nam bắc cùng năm châu thắt ngập tới giờ, buồn ra nghe lý nghe thơ rồi lo tích cực hiện giờ hiền ngoan. Chính các ngư phá tan vũ trụ, ta ngồi đây ví dụ chỉ biết liền thiên cơ mật báo hiên miên. Thầy cầm cung lĩnh chưa mấy miền chưa đông sông, dừng lại đi đừng trong sát hại. Phép của trời nguyện giấy chứ âm thầm, phép ngươi là phép lôi âm. Phép thàm đâu thắng âm thầm được quá, tới đây phép ông cha thượng đế. Ông ra tay không kể chưa nào con, ở đây tất cả bà con năm châu mà bôn bể chưa có còn. Thì nghe rút lợi đi mùa hè năm chuột, chịu đốt thiêu nó luộc chứ da ngoài. Đâu còn gì nữa trắng tay nghe ta rồi rút rồi quay chưa trở về. Nắng gì nắng thấy ghê bắt chết,
không thương nhau đoàn kết nuôi mầm, giết nhau là hỡi sai lầm. Nước nào mà nước cả nấy, chưa tay ở cầm trong mơ thấy, đem thi đấu ngày mai chi nữa. Có phải chăng nó rửa chưa địa cầu, ta nghe ta lại chưa bắt đầu. Vừa khuyên vừa giảng mà vừa âu giật mình. Đem thi đấu ai xin cho được, bị phàm phu này ngược mai ngang. Chỉ còn có Linh Ngọc Hoàng, nếu không nghe khổ rồi cả làng, hiểu chưa? Trời tru di không chừa ai hết, ràng mà thương đoàn kết với nhau. Một cha một mẹ chưa khác nào, ở trong mà võ trụ chưa chiếc tàu đang luân. Vừa gian đáo vừa mừng sáu dây, mắt của ta đang thấy cho lưng ở trong. Vì ta thương tổ thương tông, thương giống chứ thương dòng nước Việt làm sao. Muốn lặng sống ba đào đừng dây, ráng nguyện đi rồi thấy rõ ràng. Mau mau ship lại cho tự hàng, nếu ai có chất độc rồi hàng phi đi. Đem ra thử còn gì đồng chung, còn gì hôn ắt cũng gian cơ. Ta đây bổ máy đang chờ, đó là trời bảo mà hiện giờ phải khai. Khai cho chúng ngày mai trốn tránh, tránh ở đâu đức tánh của mình. Ráng về tạo đức minh mình, đặng mà nó đổ cho thân mình còn nguyên. Không có đức thu khiên ăn hết, không phước ân cây chết về vàng. Nếu ai có đức các hàng thì được đức độ bình an thôi nguyên. Ta nói dùm chính chiến gì nữa, nói cho người cải sửa gấp mau. Bên Tây, bên Tân, bên Tàu hay là bên Nhật cũng nhau chết luôn. Xin kính thưa quý vị, anh em của mình khùng nói vậy đó. Bây giờ thiên cơ đó, mà mình khai thiên cơ bất khả lậu, nó lậu gì nữa? Thì heo rồi tới chuột, không? Heo này sẽ bán năm châu bốn bể nè, thấy không? Sẽ ra anh em mổ sẽ chia bãi chia ba tiền đất đai, không? Tình đồng đạo trò phản thầy, thấy không? Rồi làm gì còn gì nó không sẽ ba sẽ bãi chưa đâu. Từ đây tới Tết tới quý vị sẽ thấy, na bán thịt heo ăn Tết nha không? Chứ chưa đâu à. Rồi tới con chuột, năm nay quý vị thấy không? Nhưng mà tới rừng chuột thì quý vị thấy nha, năm nay lúa chín đầy đồng và ba năm nữa đừng trồng hột nào, trái trơn còn hột nào. Năm chuột mà đâu ai để nắng về oi bức gì mà nó. Dạ thưa con chịu nổi, dạ thưa thầy, thì chỉ con một chiêu nào để cho con tránh nắng có chứ. Nhưng trò nào rén không? Có trò học bổng chứ, có trò học sinh ngoan chứ, có trò học trời ơi rất giỏi đó. Thì giờ học giỏi đó là không đốt tới mình, vì trái tim bất chi bất diệt của mình, và mình trong này mình đã mát, mình có suối nước, mình có hồ bạch thủy dương, mình cũng có nè, làm hiền là mát, làm tốt là mát, nhịn người là mát, thương yêu người là mát, giúp đỡ người là mát, nhớ không? Tu tình là mát, quán lại giác ngộ là mát, không sân si là mát đó. Thì cái lửa ngoài này đốt đâu có cháy được đâu nha. Còn trái tim mình cũng lai về Phật Bà cứu mình nữa, như thế
Thì quý vị để coi nhớ hôm thầy có nói một câu là nhà thương dẹp, nhưng mà rồi các bà hồi xưa đó 20 năm về trước á, tưởng đâu cái nhà thương là nhà thương, giờ là cái bệnh viện chứ đâu phải nói nhà thương. Còn nhà thương buôn, thương mại, thương gia dẹp. Vì biết nhà thương đó không? Còn đây là cái bệnh viện đó, người ta vẫn còn mãi chứ, phải không con? Còn nhà thương nó mới dẹp rồi đó, quý vị thấy. Về thiên cơ ngồi nói chuyện nó dốc cho quý vị chơi vậy chứ biết có hay không à, nha. Về đi nè, thở rồi buông tay. Cấp thì không thể níu là được mà, nói vậy mà thiệt chứ. Đó vậy đó, thì vậy ráng lo tu. Dạ thưa thầy, tu sao tu cũng chết vậy thầy? Thì tu đâu có sống. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng phải nhập diệt, nhưng cái chết của ngài đâu có chết, nghe không? Còn mình cũng vậy, đâu có sợ cái chết, thì cái chết đó nó là không chết. Còn giờ quý vị thấy đi lên ngành theo đường theo trái xe tốt đẹp này kia, nó chết ở trong ruột, chết ra rồi quý vị. Theo thầy thấy nó chết rồi đó. Còn mình hiền đức sức sơ sức sưởng như người chết rồi, nhưng mình sống, mình sẽ sống vậy hơn bao giờ. Mình sống mãi cho đến công đồng Phật mờ, mình sống hoài trên đời này muôn thở nào say. Sống để tu đó, sống mãi sống hoài, sống để cứu chúng này nha. Để sớ chia có mau. Chớ mình không phải sống để giàu rồi áo nào, sống không yêu thương người rồi không đạo sống chi. Sống mà tánh chất khinh khi, sống mà hung bạo phương phi như rừng. Không có sống được đâu quý vị. Đừng có thích, đừng có vui, đừng có mừng. Lửa cháy nữa lưng cho biết được hay không. Bây giờ ôi hãy minh mông, chúng sanh đang ở ngồi trong ngục tiền. Thấy không? Mình đừng đi, mình có mình giữ hay hiền. Nếu mình giữ thì mình mang tội đó, mình sửa liền hiền ngoan. Về đi sống liệu chiều lan, thành sống cho có giá trị, đừng sống gian nan nghe đời. Tỉnh đi trò, mộng đời đã dứt. Tỉnh đi con, triệu ức không bằng. Tỉnh đi ngồi thầy, đọc giáo lý thi văn toàn thơ phú, sáng trăng gợi gợi. Thầy nói đây thầy đâu có sợ, có chứng của Phật trời mà, nhớ không? Xuống đây để trả nợ phàm phu. Ngồi buồn nói hỏi việc tu, nói trong đời tục muôn thu gặp gình. Nói chi vậy thầy, nói chi vậy ông đạo có ai tin? Tại sao ông nói mãi mà không mà nhìn, rồi nói gian chi bây giờ khổ sở di gian năng. Chúng sanh đâu biết còn tình tan kia kìa, đi trên bờ mà ta thấy rơi xuống địa. Người sao có phá không chìa làm sao, thấy chưa? Như thế đó mà thầy gào mãi mãi, chúng sanh ơi trai gái tường chăng? Nếu tường rồi thì đạp phải khó khăn, đi trên thế thường hằng lo tu niệm. Mình tu học mà, nha, mình đem vàng giấu diếm. Còn cái thứ trưng bày mà tu ra nó không có hiếm gì đâu. Bán đồ son nó la mãi rồi sầu, trưa ế ẩm rượu hoài thôi về cả hoài. Còn chúng con bán đồ cổ mà, xưa đó, ở đâu ôi hại, thì tất cả phải tìm về mẹ mua món đồ xưa. Con ơi, hết nắng tới mưa, hết buồn đời tớ khổ, rồi buổi ban trưa chiều về thôi. Ráng tu tịnh nha, thầy đang kề rừng nội, thầy khóc nhiều lắm đạo đồng ơi, nhàn rỗi được đâu. Khóc buồn thương một mình nằm ở canh thâu, ta nhờ Phật ta dí dầu nhiều việc, nằm đau khổ để cứu dân, dân không biết.
cứ nhìn lại ngôi chùa đời nay niết phước to. Về đi sớm liễu chiều lo, đồng bào anh dũng trời cho đến rồi, ráng cố tu đi như cát mà bồi ở trên bãi vậy đó. Mặc tình đời có bạc đãi khen chê, đất tiên kia con đã đi về, còn nơi Phật Pháp hồi quê lý tưởng. Về đi con, bản thân mình dũng dưỡng, đừng bỏ thân mình rồi ai tưởng ai nghĩ. Mình mà không thương mình rồi mình bước chân đi, ai cứu được gian nguy hở đầu. Mình biết hết nè, biết giông, biết bảo, biết ganh hận thù đời nè, biết sốc xảo đá mu. Mình biết mình giữ mình mới đến đây để mà tu, tại sao không dẹp ngục mây mù sáng trưng. Mình biết vui, biết ghét, biết mừng, biết thương, biết xót nè, thì mình dừng tội ngay. Bây giờ không hẹn ngày mai, ráng đi rửa tỉnh mộng nồng say. Trò tỉnh đi con, chiếc đò thầy còn đôi, chốn sông buồn còn dịu dời xa xa. Đò tiên đò Phật kia ca, đò đậu trên dòng suối tha la rừng chiều. Đợi chúng con đó, để thương yêu đưa rước, chúng con làm xong rồi dù nước ngược xuống đi. Miễn ngồi tử tế vậy thì, dịnh hai bè thẳng thì thầy ly bơi về. Không sao đâu, mã đáo danh đề, thì lãnh một tướng trời, nhưng vô tình là nữ giới đã tư bề buồn hiu. Buồn ai chưa nọ thầy kêu, buồn đời còn xa quá chứ quỷ yêu. Chưa chật đường buồn ai ta lại thương thương. Buồn đời còn mãi cho hùng mà cường giữ hung. Buồn ai ở tận không trung, buồn ai mà thầy mãi điên khùng nói thơ. Buồn ai mà mãi mãi chờ đợi ở chờ. Đợi chờ rồi di lạc chứ phất cờ ta yên. Buồn ấy mà chẳng có phiền, lúc nào cũng vừa chưa tải truyền rừng mưa. Buồn cho thế sự chứ không mơ chưa, bụi này mà ta thấy tạ tựa không còn. Buồn ấy sức mòn ơi mòn, ta buồn cho thế sự sao còn mơ đố. Tình trần qua hết chớ chớ âm ô, tình cơn giác mộng mà ráng tu nghe người. Hát ca mãi vui tươi dưới đào, buồn một mình chưa dạo chứ trong trắng. Thôi thôi bút mực chớ thương hằng, biên ra ta nói bút văn suốt đời. Nói của Phật, nói lời thầy tổ, nói lý kinh mối bộ cho tròn. Học hành sao chẳng chịu lo, đến cơn thi cử điểm cho ai giờ. Thầy giám khảo con ơi không biết, sống nơi học đường rồi thầy viết chưa ra bài. Để cho học đạo gái trai nhìn đi chỗ kỹ rồi ngày mai phục hồi. Tỉnh đi con, đời rồi kết thúc,
tình máu đi cốt nhục đây nè. Sừng qua rồi tới chưa mùa hè, làm sao mà sống được sợ e quý nàng. Khiền cả xóm cổng cả làng, biết đâu mà tránh được cho họ hàng. Ai ơi, ta nói trước vì trời đã bao, thầy sai ta đi dạo chưa phàm trần. Nói rồi ôi hỡi chưa đợi vợ thân, nói cho mà người biết là phần dân bơ người. Đừng buồn thám vui tươi nghe đạo, kỳ thi này được dạo nay mới, chính thầy cho điểm chớ ai. Xin tiền thầy thử thách gái trai chưa nhiều rồi. Bữa nay thầy kệ nhiều và đọc giảng cũng hơi nhiều để ru hồn tất cả các vị để tỉnh giấc mộng đời của mình. Để rồi trở lại nghe chưa? Bây giờ đâu có gì đâu mà quý. Dạ, trời ơi, con nhà con giữ của, con giữ cái nhà, con giữ xe, con giữ đất, con giữ được không? Đất cũng vàng băng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cuộc đời đâu có cái gì đâu, mình còn không có nữa kìa nha. Cái da thịt người này nè, trời ơi, nó mềm mại quá, chút xíu có nó rụt. Tắt hơi thở sớm mơ tới chiều thì thấy nắm được không? Đó, rồi tới mai cái nó hôi, tới kia cái nó sình, tới kia cái nó rã rồi ha. À, như vậy thì mình thấy vậy là mình giác ngộ thế thôi. Cố gắng nha, cố gắng nhớ không? Ở đây đó nè, trong ngoài cố gắng tu nha, về cứ rắn lo tu, tu cho mình nha. Chứ đừng có tu rủ, tu đen nữa nha không? Có nghe lời thầy không? Đừng có rủ ai nữa đó. Họ không đi đâu, họ không tu đâu. Họ có vàng mà họ không có biết giữ, có ngọc mà họ không biết nghe là cầm thì ráng chịu. Ráng chịu. Trời ơi, khổ ghê không quý vị nha. Nè, sáu căn sáu trần đó nè, thân tâm khẩu ý đó nha. Mắt này nè đó, mỗi mắt mỗi miệng nè đó, thấy không? Chết, gặp hết rồi, không còn gì nữa hết. Nghe lời thầy đi, thầy nói đừng có dụm lại nói chuyện nhiều quá, không được, ráng lo niệm Phật. Thì chúng con buồn đấy, trời ơi, mới lên thầy chị em lâu quá mới gặp, mà gặp nhau mới có mở miệng ra thì thầy dậy rồi thì không có nói chuyện gì được, sao không có? Mà chuyện gì phải nói, chuyện gì đâu có chuyện gì phải nói. Chào chị, gia đình chị có khỏe không? Nhà khỏe rồi, sống đâu có cái gì đó đâu. Mình hỏi chào sơ sơ thôi, cái này không có đâu, trời ơi, đủ cái công chuyện hết rồi. Thôi bây giờ thầy cũng xin khuyên nha, và cũng xin nhắc, như cái buổi trưa về bây giờ thầy đọc bài thi, hồi nãy giờ thơ, bây giờ thi, hồi nãy giờ thơ bài đó quý nha. Rồi bây giờ này thi bài thi. Rồi thầy đọc bài thi ngắn nha, không có dài lắm, rồi chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi. Đó, như vậy. Thuyền đậu ở đâu hả đức ông? Đậu ở trên gò hay dưới sông? Chỉ cho con đạo về sắp tới, ráng nhớ ráng thương chỉ một lòng. Ông trả lời: đậu ở rừng buồn chớ ở đâu, dòng suối trượt kia thấy thêm sầu. Suối chảy tăng tăng cùng róc rách, không phải ở hồ hay biển sông. Đậu để chờ ai vậy hả ông? Chờ ban đạo hữu bớ đau đồng, chờ về cho kịp ngày thi cử, để gặp
gió kia sẽ cuồng phong. Ông có khùng không, chờ chi hoài? Già rồi không biết cứ trông ai, người đâu vậy nữa mà trông ngóng. Ta nói ông nghe đừng trông hoài. Ta hỏi ông ơi chừng nào về, ở lại nơi này dòng suối mê. Chiếc thuyền ông đầu mình ông khổ, phàm đời nó hỡi mãi chán chê. Hình thức của ông đâu dễ tu, chúng sanh nó điếc nó mờ lu, nó nhìn không thấu ông đâu hả. Sau này chết đuối phải gật gù. Ta có gì đâu phép giới tài, chỉ có chiếc thuyền của Như Lai. Chèo qua chèo lại nơi bể khổ, kêu réo hồng trần bỡ ai ai. Xuống đi để trễ chiếc thuyền rồi, thuyền ai vậy hỡi bớ ông ơi. Bồi cùng con đâu chờ ai vậy, thấy ông chắc khổ quá đơn côi. Ông trả lời: ông đậu từ lâu chúng con ơi, mấy kiếp mấy đời hỡi hỡi ơi. Chúng sanh đâu biết ôi quá tệ, không chịu mực mày bỏ lối thôi. Ta nói đời nãy mắc nạt trần, nói hoài nói mãi nói dần lân. Nói cho dân hiểu dân phải biết, không biết thì ta cũng chẳng cần. Đúng giờ đúng lúc ta sẽ lui, có khổ có đau có ngậm ngùi. Giờ ta sắp mang thuyền lui bên, dù nhớ dù thương hơi bùi ngùi. Đừng đợi nữa nghe bớ hồng trần, đợi hoài đợi mãi lấy hồn thân. Ta khàn tiếng nói gì xin chúng, xin chúng ai ơi ráng tinh thần.